đưa cho tôi. Nếu không thì sao? Tôi đâm đấy. Dám không? Đã bao giờ đâm người chưa? Đâm đi! Vì chứng bệnh đặc biệt chưa có phác đồ điều trị hiệu quả nên bệnh viện và bệnh nhân quyết sẽ tiến hành ký cam kết rủi ro 6 tháng một lần. Anh xem phần cuối cùng cho liên hệ người thân ạ. Ô. Sao lại là tên và số điện thoại của tôi? Là bệnh nhân chủ động ghi vào ạ. Bản cam kết này mới được ký lại vào ngày hôm qua ạ. Thằng khốn này, mày định giở trò gì nữa đây? Sau khi ký cam kết, bệnh nhân có vẻ mệt và dặn tôi nếu anh ấy gặp vấn đề gì thì chuyển cho anh cái này. Cái gì nữa đây? Cảm ơn cô. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép. Anh ơi, còn vấn đề viện phí. Bệnh nhân đã tạm ứng một khoản cho đợt điều trị này, nhưng chưa tính đến biến chứng. Mong anh có thể đóng thêm một khoản để duy trì cho anh ấy. Bệnh nhân của cô cũng hay đấy. Thế nhớ tôi không có tiền thì sao? Thôi được rồi, tôi sẽ đóng. Nhưng tôi muốn hỏi cô một câu. Trước tôi, anh ta điền tên ai vào ô người thân? Cũng là một người bạn giống như anh, nhưng là nữ. Cô ấy tên Trịnh An Nguyệt. Tổng à? Chú coi như xong. Thằng ấy đang ngồi ghế dưới ấy, không thằng nào dám trèo lên trên. Em nghe người ta nói là ngày xưa ông ta dưới trướng của anh à? Nghe ai? Anh nói với chú chứ ai? Trước đây thằng này chỉ là linh cẩu, đi theo bọn anh để đớp xác thối. Sau này nó kết hợp với lão Việt rồi, vào nuôi hống làm ăn mới đổi đời. Việt Lồi à? Có phải là ông trùm khoáng sản Hoàng Bách Việt khoảng những năm 2000? Còn ai trồng khoai đất này? Lão thấy thằng Tuấn làm được cho nên kéo nó đi theo để làm cai bưởng vàng. Em tưởng mỏ nuôi hống chỉ là quặng sắt. Có sắt nhưng đào sắt lại bắt được vàng, thế mới hay. Chính vì thế, lão mới ngồi trên đầu giang hồ đất này 7-8 năm trước khi bị chính thằng đệ tử Linh Cẩu đớp chết. Đời, thế nó mới khỉ. Sở dĩ tôi mời cậu Trung tham gia buổi họp mặt hôm nay là vì cậu đang tham mưu cho ban lãnh đạo sở trong dự án chỉnh trang đô thị mà sắp tới Tuấn sẽ tham gia đấu thầu. Vâng ạ. Sắp tới thành lập ban quản lý dự án, nhiều khả năng Trung sẽ là giám đốc ban. À, thế đúng là một tin vui rồi còn gì nữa. Anh Vinh mà đã tham mưu thì ít sai lắm. Thôi, trước lạ sau quen. Chúc mừng. À, vâng. Xin mời. Em mời các anh ạ. Vậy mà anh Hải chồng cô Nguyệt đã tố cáo đích danh anh là đã bắt cóc và giam giữ cô Nguyệt tại địa chỉ này. Các anh có đơn tố cáo không? Anh có thể xem bản photo. Chúng tôi có ghi âm, ghi hình, nội dung tố cáo khi làm việc với ở nguyên đơn ở trụ sở công an.
Tốt. Nếu vậy tôi nhờ các anh bảo quản giúp. Tôi sẽ thuê luật sư khởi kiện anh ta về việc bôi nhọ và hạ thấp uy tín của tôi. Ngoài ra anh Hải còn nói rằng anh ấy tìm thấy một vật, là một chiếc bông tai của vợ anh ta trong ngôi nhà của anh. Anh lý giải sao về điều này? Thế các anh tin lời khai từ một phía. Nếu vậy tôi sẽ bổ sung thêm trong đơn kiện một tội nữa là tội xâm nhập tư gia bất hợp pháp. Nghĩa là anh phủ nhận lời tố cáo? Đương nhiên. Vậy anh cho chúng tôi kiểm tra ngôi nhà được chứ? Các anh có quyết định khởi tố và khám xét không? Nếu vậy tôi rất tiếc, tôi không thể hợp tác. Dù chỉ để hóa giải hiểu lầm. Tôi không cho đây là hiểu lầm, mà đây là một hành động ác ý nhằm bôi nhọ và hạ thấp uy tín của tôi. Vì vậy xin mời các anh. Chào anh.